Sau đây tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn video clip tiêu chuẩn 5M trong công việc thực hiện với bảo đồ dụng cụ kỹ thuật. Bước 1, sàng lọc. Chọn và loại bỏ tất cả những thứ không cần thiết ra khỏi bảng đồ. Bước 2, sắp xếp. Sắp xếp các đồ dụng cụ đúng chỗ, dễ lấy. Bước 3, sạch sẽ. Khu vực bảng đồ dụng cụ luôn được vệ sinh sạch sẽ. Bước 4, duy trì. Duy trì nơi để đồ dụng cụ kỹ thuật được sạch sẽ và ngăn nắp. Bước 5, rèn luyện. 5S là một phần công việc hàng ngày. 5S sẽ giúp chúng ta xây dựng được môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ, tăng cường hiệu quả trong công việc. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn video clip tiêu chuẩn 5S trong công việc thực hiện với bảng đồ kỹ thuật. Xin chân thành cảm ơn.